Chào các bạn, Tấm đang ở sân bay Orlando. Rất là đông, sắp hàng quá trời đông, rồng rắn luôn á. Bây giờ là gần 5 giờ sáng. Hồi tối hôm qua coi 11 giờ ngủ, hình như 11, 12 giờ gì đó ngủ tới 3 giờ, 3 giờ mấy dậy, 4 giờ đi ra sân bay đây. Đó, bây giờ gần 5 giờ, 4 giờ 40 rồi nè. Mấy người kia trong đoàn á đi bằng cái thẻ gì á, cái thẻ mà ưu tiên á. Tám không có cái thẻ đó, bữa nghe nó làm có đăng ký, bữa chi gì bả đăng ký á tám rồi mà sao cái kêu đi phỏng vấn vấn biết ngày nào, cái xong cái im luôn tới giờ quên luôn, không có làm cái thẻ đó. Cái thẻ đó thì được đi vô ưu tiên, cổng ưu tiên, mà tám không có, là tám đi riêng. Quá trời đông rồi không, đi cái này mà đi trễ sắp hàng kiểu này là trễ chết luôn á. 7 giờ mới bay. Ngày hôm qua đi chuyến đi á, từ Los qua đây nè, là Thiên Tôn cũng có cái thẻ đó, nhưng mà Thiên Tôn đi với tám cho nên Thiên Tôn nói thôi để em đi với chị, nó không có đi cửa riêng, đi chung với mình luôn. Bữa nay thì Thiên Tôn đi chiếc xe khác cho nên không có đi chung. Tám đi chung với xe của chị Phương Quế, chị Văn Ngọc với lại Hồ Hoàng Yến. Hồ Hoàng Yến thì đi hãng khác. Rồi chị Phương Quế, chị Văn Ngọc thì đi cái thẻ kia, đi cái cửa riêng nhanh hơn. Mà Tám phải đi cái này. Mới đi qua cái gì đó, sau idol á. Đó, bây giờ vô đây 30-59, vô trong này. Năm giờ 10 phút mới vô tới ghe, mấy chục phút mới check xong đồ. Please stand clear of doors and hold onto handrails. The doors are now closing. 30-59, mình là ghét 48 B. Orlando Central Florida has so much to offer. There's a good chance you didn't see and do it all. So please come back and visit us again very soon. 30-59. Đây chị Giang Ngọc chỉ. Nãy chị Phương Quế gọi chỉ tắm đi. Rồi chị Giang Ngọc cũng chụp hình mấy cái ghét chị tắm đi. Giờ đây 40-49. Đúng rồi, đi đúng rồi. Không có bị lạc. Giờ 5 giờ 10 phút còn sớm lắm, 7 giờ mới bay lận. Bốn mươi chín, chắc đi múc chị xuống dưới kia luôn á. 48. Tội nghiệp chị Phương Quế, chị Văn Ngọc, sợ tâm bị lạc á, gọi nhắc quá trời, nói em phải đi cổng này, em đi lên trên cái tàu, em chạy tới cái kia em xuống. Cuối cùng là Tám không có lạc nghe các bạn, Tám đã thành công nghe các bạn. Nó chứ cũng dễ, mình đi theo cái ghét nè,
vô cái gate mới sợ, mà đi ra ngoài đi cái gì mà nếu mà không có gate mới sợ, chứ có gate thì mình đi theo cái gate, cái số, trừ khi xa quá đó. Chứ cái này đi vô lên cái tàu cái mình chạy tới một cái xong rồi tới liền không sao, với lại còn sớm á cũng đỡ, còn sớm thì mình đi. Ủa hai chú, ủa cái ghét nó nằm đâu chú? Dưới kia chú ha, đúng rồi bốn tám. Dạ, chú đi chơi hả? Ờ chú đi bộ đi. Vòng vòng hả? Dạ con vô trước. Cháu rồi thì các chị xuống. Dạ. Ủa vậy hả? Cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn chú. Chú Nam Lập á, chú Nam Lập nói là bà xã của chú Nam Lập cũng coi của bà Tám nữa đó. Qua trên sân khấu chú Nam Lập nói vậy á, cười quá trời luôn. Cho con gửi lời cảm ơn cô nha. Ủa 48 ở đây nè. Ủa vậy chứ chị Văn Lập ngồi đâu vậy? Ủa không mấy ai trơn trời. Ủa sao em tới 48? Em số tới 48 mà không thấy ai vậy chị? Ừ chị đi vô lớp rồi hết rồi. Còn tôi tới 59 chị ăn rồi. À ok ok. Vậy là em tới đúng rồi. Em không thấy mấy chị, em tưởng em đi sai. Dạ thôi giờ em ngồi đây em đợi nha. Em ngồi đây em đợi. 48 em đợi. Dạ dạ dạ. Hai Thiên Tôn. Em đâu có vô phòng với chị Ngọc hả? Em không có vô phòng với chị Ngọc hả? Không đủ level. Chị Ngọc đi nhiều quá được vô phòng. Ngồi đây đợi đi. Chị Phương Quế nói chút có đem đồ ăn lên cho hai mình ăn. Rồi hỏi tối hôm qua ai ngủ được không? Không ai ngủ được trơn á. Có mình Tám ngủ được. Đây là lương thực của chị Giáng Ngọc với chị Phương Quế tiếp tế cho bà Tám. Đây là bánh mì, bếp gồ với trứng, bếp gồ, bếp ôi, gồ gói kỹ lắm, tại sợ đổ à. Nóng hổi luôn. Ồ đây trứng, xong một cái táo, xong một cái bánh ngọt, xong rồi một cái quýt. Ăn ngon tới ngày mai luôn. Tại mình bay hơn 5 tiếng á, cho nên là mình phải tiếp tế đồ ăn. Cho máy bay có đói thì ăn. Mà trên máy bay người ta có cho mình ăn không chị? Không. Không à. Ngồi dưới. Cho em bịch chị. Sao đâu có hay vậy? Đấy là chị nuôi mà. Thiên Tôn cũng có một phần đó, giống như Trang là ba. Đó nè. Rồi có bao nhiêu lòng. Cảm ơn chị. Đó, cứu trợ. Cứu đói. Cứu đói. Mình tắm được linh trước luôn, đi theo Giáng Ngọc. Đi đầu tiên luôn. Giáng Ngọc ngồi trên kìa đó, Thiên Tôn đang để đồ nè. Ủa ngồi thứ mấy vậy em? Ngồi số mấy? Vậy hả? Bà Tám ngồi số 14. Ngồi ngay cửa sổ luôn các bạn ơi. Chưa có ai lên hết theo. Sướng không? Chị Ngọc chỉ đi nhiều quá đó. Đi coi như là một năm 15.000 đô thì mới được 1K. Mới được 1K. Trời vẫn còn tối mò. Mới 6 giờ mấy hả? Để coi mấy giờ. 6 giờ 22 phút. 7 giờ bay tới Los là coi tới Los là nhiêu ta? 9 giờ rưỡi bắt đáp.
bay khoảng 5 tiếng. Hơn 5 tiếng. Coi. À, 7 giờ 7 8 9 10 11 12 giờ rưỡi là 5 tiếng rưỡi. Coi chứ đúng rồi, 9 giờ rưỡi bên kia là 12 rưỡi bên này là 15 là 5 tiếng rưỡi á. Giờ này cũng chưa có ai lên hết nè các bạn. Vắng que luôn. Ủa? Có một hai người. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi ra. Bây giờ mình chuẩn bị mình ngủ. Tối mình đây. Mình chuẩn bị mình đi ngủ các bạn ơi. Anh ngủ đây. Hẹn gặp lại ở California. Los Angeles. Hôm nay là chút nữa chị Kim và Linh Trần đón tám tại sân bay. Đợi chị Kim với bà Linh Trần đến đón tám nè. Khí hậu ở Cali về tới đây rất là lạnh. 9 giờ rưỡi. Coi mấy giờ nha. 9 giờ rưỡi đúng luôn. 9 giờ 31 luôn. Tạm quá. Giờ chạy vô trong đi. Nhưng mà còn còn cỡ một hai phút nữa là đến nè. Trời ơi, phút rồi. Tình hình rất là tình hình.
Chạy bị đậu phộng. Vậy, chạy bị đậu phộng. Lo tám quá. Lo tám quá. Lo tám quá. Uyên thiên. Không, vừa mới qua cái chạy tìm được về luôn. Lui vui lắm chị Kim, chị Kim khoái gì lặn tới lặn lui. Lặn không sao, ngồi em mói. Lặn nữa nha. Lặn nữa đi chị em. Okay, em thích lặn mà nữa, lặn nữa nè. Số 8 lắm, hay là mình đứng số 8 mình bắt bả đi bộ lên số 8. Nói giỡn hay vậy chị? Đó bộ. Nói bây giờ chưa tới đâu mà đi, ráng đi bộ lên số 8 đi rồi rồi lên đó đón là kịp rồi. Dài quá ha, rộng quá ha. Bây giờ nó đỡ, nó sẽ gần xong. Lách ra lách vô vui. Vui ha. Cái này cái luật hồi mình đi chùa luật nó kêu là giống như là cái mà mắc cử hồi như là mình đang lưới á. Nó kêu đang lưới là cái gì ta, là cái chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Đã số 7 rồi nè. Số 6 nè. Báo cho mình biết trước là cái hãng số 6. 7 gì quên rồi. 7 chi. 7 chi gần số 8 đó, thì kêu chạy lên số 8 đi. Chà chị lại. 7 chi H. 7 K. Chơi K là nó hết hả? Rồi, từ từ nàng tiên xuất hiện. Nàng tiên dán chành nè nha. Nàng tiên túng tiền. Túng tiền, túng tiền. Rồi, số 7 chi. Nào, chạy chi nè, đó rồi. Người ta ra. Mình vô. Úi giời ơi. Đâu rồi, ôi trời giời ơi. Đây, YouTuber đụng nhau. Này này ngồi trên đi. Hello hello, mình lên mình lên. Dạ. Ở trên luôn, ở trên. Kim. Lên trên. Đi lâu không? Không, đi nhanh lắm. Đi đúng giờ luôn ha. Mình nghĩ đúng 9:30 luôn. Mà xuống sớm quá vậy. Xuống sớm. 9:10 là đã đáp rồi. Thường thường 9:30 xuống mình thì trừ theo 15 phút nữa. Hay thiệt á. Mà bởi vậy cái nó nói ngoài một hồi nó cực kỳ. Đi qua luôn cái mà tình hình đi lạc hả? Đi lạc qua đúng 9:30 luôn. Ghê thiệt luôn. Rồi bánh mì. Bánh mì. Rồi bánh mì hả? Mày gì vậy? Thì chứ lớp la. Ôi nghe quá. Bánh mì bánh giò trước nè. À, bánh gì ta? Bánh giò đi, bánh giò nó nóng nè. Bánh giò ăn hả? Qua giờ ăn bánh mì quá trời luôn. Thôi ăn bánh giò đi. Không ăn bánh giò làm sao được, tại vì phải có cái muỗng múc chứ. Để muỗng nè. Bánh giò ụp cái mặt vô trong cái lá đi. Ăn cho nó kiểu chưa gì nuốt miếng là bà lộn. Sao mà biết tôi nuốt miếng? Nên nhìn kiến chiếu.
Đây bánh giò. Ôi, nói bụng. Nó bị hoài ngán à. Xe ừ. này nó phục vụ đầy đủ. Biết nha. Rồi, đi. Đã qua. Anh cứ lên này mình đi. Ăn bánh bò. Ấy quên lộn bánh giò. Cải tôi được, tôi nói chị Kim á, bả thích số 8 lắm, sao bả không kêu đi bộ lên số 8. Hết rồi, hết số 8 rồi. Nó số 7 rồi. Không, có số 7 à bà. Ừ, đâu có số 8 hả? Cũng gì có số 8. Số 8 đi ra phi quay. Số 8 ra phi quay đứng đi. Không, Kim mới lạc rồi. Nói quá trời nói mà. Ừ. Lo nói không mà nếu mà tôi biết thì tôi nhắc rồi, nhưng mà tôi nghĩ chị Kim biết, thành ra tôi đâu có dám nhắc. Thì đó, hồi Linh á, nói gần tới phi quay, gần tới ló tay nhang cái ngủ. Qua rồi. Em xích lì. Ăn bánh mì quá trời luôn. Từ lúc bay cho tới lúc về cũng ăn bánh mì. Lúc diễn cũng ăn bánh mì. Giống như là hồi xưa. Cũng ngon hả? Ừ. Trong me là... Tại vì... Không, tại vì không có người để nói chuyện. Đúng rồi, chuyện này đi đồng phòng nói chuyện. Không phải, chắc già rồi. Già ngủ ít. Già ngủ ít. Không có giống như là hồi xưa. Hồi xưa lên máy bay một cái là tôi ngủ cái tèo luôn. Bây giờ lên máy bay mà ngủ không như là nhắm mắt để đó. Cũng gì cái tèo luôn. Nhắm mắt để đó, không có ngủ liền. Suy nghĩ trong đầu phải không? Không có suy nghĩ gì hết á, đâu có gì đâu suy nghĩ. Trời. Xong rồi cái gì không có suy nghĩ gì mà cứ cực. Không ngủ rồi. Trời ơi. Coi cái clip của bà ấy mà đó. Ừ. Cái... Tôi nghĩ bà không có đi xoay ruột đâu. Bà đi xoay họng. Thiên cùng hoành thánh bự tổ bố. Rồi bà cho vô miệng lực. Trời ơi, chứ hành thánh ăn sao? Hồi đó tôi thấy bà cắn. Chắc đói. Chắc đói quá. 24 tiếng. Cộng thêm mấy tiếng nữa. Bà bước lên xe mà cái bà ngồi say sẵn mặt mày á. Tôi nằm tôi coi tôi mắt ói luôn á. Thiệt, tôi là cái bệnh hay mắt ói rồi mà thêm bà cứ bị mê man say say á. Trời ơi, chứ mà chứ nằm bị gì đó. Nhức đầu. tại vì á nó bị hư á, thành ra cái nó bị dồn á, nó cho mình ra sớm chứ không thôi là nó cho mình phải ngồi nghỉ 15 phút. Đó, trước là có người đó rồi, giống như em hồi đó em cũng bị cũng có người đó, nhưng mà nó cho mình ngồi nghỉ. Đúng rồi, thường là phải cho nghỉ một tí mới ra. Ừ, tại vì dồn á, mấy dồn á nó cho cho mình ra sớm. Ra nằm cái giường thôi, đâu có chặt chỗ của mấy người sau đâu. Nhưng mà bà thơ bà bị bệnh mê, nó mới cho người đó. Chị Kim có coi MV xoay ruột chưa? Đi đi bà xỉn nghỉ xỉn nghỉ. Mới bà vô nhà ông Quang còn nhìn cười nha. Thấy bà không thèm chú ý với Thảo. Không có tưởng bị nặng á. Không hỏi đâu nè. Không nhìn bà. Bà đi lòm khòm như bà cụ á. Vô ông Quang hết cười luôn. Đó mà mới đầu ông còn cười. Mấy chú xoay ruột đâu có bị vậy như vậy đâu. Em đâu có biết thôi. Gì đâu bà xỉn miễn cười chết. Đi cầu thang. Ói, không ói mà bà có ói heo không mà Linh? Không, nhưng mà lúc trên xe thì tôi mất ói. Cái lúc tôi ói là nó tắt tiếng luôn rồi đó. Nếu mà tôi mà két mà nó edit mà nó để tiếng là bà ói bảo đảm bỏ heo rồi. Nó bảo vệ hình tượng, nó tắt tiếng luôn. Nữa là tôi quên nằm coi phút đó đó. Bị nhức đầu theo luôn á. Thôi em ăn nữa. Hết rồi. Cái nước này kia cũng còn. Thì Kim đón lúc nào cũng có đồ ăn, nước, lâm sẵn là...
nói tôi nghĩ tôi mua mà tôi nói không có chị Kim mua dùng nữa. Nói lại Linh đi sớm mà đâu có chỗ nào bán chứ. Tối là đi về là 3 giờ, 11 giờ mấy là ngủ rồi. 11 giờ mấy bên kia là mới có 9 mấy bên này à. Mà buồn ngủ rồi. Ngủ cho tới 3 giờ 6 tiếng rồi còn. Ngủ tới 3 giờ mấy dậy. Sau rủ nhau mà hai chim á. Trời ơi các bạn. Tuần sau là ngày 12 là ngày live stream nha các bạn. Hai chim Giáng sinh an lành nha. Ngày 1 tháng 1 mà quá vậy người mời tiệc làm sao ta? Ngày 1 tháng 1 nhà mày cứ nhờ. Đúng. Sao mời tiệc nổi. Không đi được. Sao mà tắt chị sâu được. Trời ơi mây đẹp mưa chị Kim. Chiếu mây nè. Sinh viên à nó nghèo quá nó khổ giúp
ơi, thấy thì mình nói là thấy ổng đi vô khách sạn với lại một cái nhỏ con gái. Thì bà vợ mới lúc mà bà lờ vợ hỏi á, đó nó nói tại sao ông đi vô khách sạn với gái rồi kêu không, thì ổng mới nói không phải, cái đó là dắt nó đi vô giúp nó cái gì đó, giúp nó là nghèo khổ quá giúp nó chứ không có gì hết. Xong nè nói chuyện với nó nè, nó đây nè. Cái xong cái bé nó cũng nói dạ cô ơi, con nói tiếng như nói tiếng tiếng ở đâu á biết nữa, đi quê sao con nó lên trên này kia cho nó chân nó chuyện cái bà cũng tin mà nói ồ rồi. Cái xong nó gọi cho cái người bà con đấy, ba nói chuyện với ổng rồi đâu có gì đâu, tao cũng nói chuyện xong rồi có gì chưa á, chỉ giúp đỡ thôi. Cái người bà con nó tức lắm, nó trời ơi tức quá, tại vì á bạn của cô đó làm ở khách sạn đó cho nên mới biết rõ. Cái lần sau đi về lại xong cũng đòi đi về Việt Nam nữa, bà vợ cũng nghi rồi, tại cũng đã biết chút chút á, nó cũng nghe nó ủa sao lạ thì này không có đòi về Việt Nam ngoài. Xong cái cho ổng về thì bà cũng mua vé về theo, phải về nhưng mà về sau mấy ngày phải không, đó hả mới bắt quả tang, bắt quả tang rồi xong mới lôi đầu về không cho đi Việt Nam luôn, là coi như vĩnh viễn không cho đi Việt Nam luôn. Đó là tuyên bố là không muốn đi rồi, còn bà còn ép đi dễ đường cho trâu gì hu chạy, dễ đường cho hu chạy rồi bây giờ má tự vậy ai muốn bị vậy chứ ai muốn, tao đã lâu muốn về không cần đi là phải đi ra người. Rồi còn lúc nãy nữa nghe câu chuyện nữa nói chú Năm Lộc nè, cho chị Phương Quế cũng bị gạt á, bị gạt giống như kiểu bùa gì đó, không biết bùa gì mà không biết phải bùa, nghe nói là bùa nói nhưng mà bùa nói mà qua điện thoại làm sao mà bùa nói được ta. Nó dựng một cái câu chuyện rất là hay để mà mình tin mà mình làm theo, mà không hiểu tại sao mà làm theo mà on phone 5 tiếng đồng hồ giống như kia không có ai đi nó bị đó. Nhưng mà cái này là vui lắm, phải quên luôn không có vui, cái này là ghê lắm. Cái này là ghê lắm, chị Phương Quế chị bị, chị nói là ví dụ như nó gọi nó nói là mày có mua đồ trên Amazon không? Y chang luôn. Đó cái này nha, nhớ nha, đó. Ai mà mua đồ trên Amazon. Hôm qua nó gọi em qua, nó gọi như thế nào? Đúng rồi, bây giờ Hồ Hoàng Yến cũng nói là mấy bữa nay nó nhắn liên tục, nó gọi nó nhắn liên tục là mày có mua đồ Amazon không? 1,000+ nó chạc của mày. Mày có mua không? Mà Hồ Hoàng Yến nó đâu có mua, có bây giờ mua đâu, gọi chi khỏi. Nhưng mà coi chừng những người mà hay mua đồ Amazon là chắc chắn là mình mới gọi lại rồi, ủa tao đâu có mua gì 1,000+ đâu, ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ nếu mà mày muốn không có mất cái tiền đó, tao sẽ lấy lại cho mày cái đó, là mày phải làm theo đưa thông tin, cái bắt đầu đưa mấy cái link á, cái đó mày bấm vô đó đi, số máy là nó vô luôn ngân hàng của mình luôn, nó xét được cái đó. Chị Phương Quế bị đó là như là mày lên mấy mấy cái vi tính, mày vô đây tao chỉ cho mày. Tại vì chị Phương Quế là nó là 9,000 lận. Đâu có mua gì Amazon mà 9,000. Thì tâm lý mình sợ chứ. Cái số càng lớn càng sợ. Mà Amazon nó gọi nữa. Hả? Cho nên cái số không phải coi kỹ, là phải coi kỹ. Nó xạo. Cái phone của mình là nó unknown là nó không biết cái số hả? Không có số. Mình cứ bắt phone thôi. Bắt phone thì nó mới nói là tao gọi từ Amazon. Mày mua một món đồ gì 600 á, đó 600 trên Amazon, rồi có phải là mua không? Chị có hay mua Amazon không? Mình mua. Chị hả? Nhưng mà nó hỏi là Bình Phạm là ai? Bình Phạm nó là xã. Ủa sao nó biết hết trơn vậy? Cái nó Bình Phạm, nó là Bình Phạm mua cái gì 600 á, mà đúng là nó gọi được xu. Ông xã ông không bao giờ mua Amazon mà ông không bao giờ mua online. Mình là một người mua, ông không bao giờ ông đụng tới cái online Amazon thì sao mà đúng thì mình biết là nó xạo rồi. Thế mình nói là Bình Phạm là ai, nó là ông xã tao về Bình Phạm có đó không, nó không, ông xã là đi làm rồi. Bên đây là Bình Phạm mua cái món gì 600 á, cái mình nói ủa giờ là ông đâu có bao giờ, ông xã tao đâu có bao giờ mua cái gì ở Amazon hết.
ơi, mình nó cứ nói hoài nó lì lì lắm, nó nói sorry you wrong number, you wrong person rồi, cái mình cúp luôn, mình cúp luôn, mình biết là nó sao, mà cái giọng nó thường thường là mấy cái tụ nghe cái giọng của Ấn Độ á, nghe cái tụ cho Ấn Độ, người Ấn Độ bây giờ là cái giọng của Ấn Độ nó hay bị vậy lắm. Mình phải sớm xuống là Amazon nó không bao giờ nó gọi lại cho cái người mua đồ hết. Tại vì nó, mình mà có thiếu tiền á thì là cái tụ mình trả bằng thẻ mà, là cái thẻ credit card của mình, là cái hãng credit card của mình nó gọi cho mình, chứ không Amazon nó chỉ bán hàng thôi mà, bán hàng mình đâu có lấy, mình đâu có trả bằng cái thẻ Amazon đâu mà nó gọi cho mình. Thì mình phải suy nghĩ như vậy là mình biết là nó xạo. Bởi vì mình phải phân tích á, mình đừng có bị được trúng lừa á. Bởi vì mình nói tuổi trẻ của mình gì mà mấy cha mấy ngàn mà mình sợ. Mà không, Amazon bây giờ nó gọi á, nó làm gì mà nó biết đòi tiền mình, mà mình trong khi mình đâu có xài cái thẻ của Amazon đâu, mình xài thẻ của mình là thẻ cái hãng khác. Hôm bữa tôi cũng bị mà thì bởi vậy là mình mới biết, mình suy ra là nó xạo, là mình biết là mình cúp luôn, không thèm nói chuyện gì. Tôi đâu có hiểu tiếng Anh cho nên có ai gọi nói sơ là tôi bất tức. Bữa tôi cũng bị á, cứ nghe hỏi nghe mấy trăm này mình sợ rồi. Sao bà lên cái gì, nó hỏi là mày có mua Amazon không, tôi nói không, tôi chỉ mua của bà 800 thơ à. Tôi nói tôi chỉ mua có một yến sao à thiệt. Tôi nói vậy á, chứ nó nói vậy thôi, mua thôi. Mua thôi làm dữ hả? Nếu như các bạn nhớ mua yến của bà 800 thơ nha. Trời không có bị lừa nha. Chỉ có mua yến thôi bà, ông đừng có lừa thôi. Xong cái kể cho nghe tiếp nè, cái chị buồn quá, chị mới vô cái link, nó kêu là vô link bấm mà nó vô bấm, rồi nó kêu mình đọc cái số gì là cái số máy này kia, cái đọc cho nó luôn. Xong cái nó mới nói là lúc đó là nó vô luôn cái tài khoản của chị Phùng Quế. Xong bắt đầu nó lấy cái số, cái tài khoản đó, nó gieo nó gieo tiền qua cho số của nó. Mà gieo là mất, gieo đâu có lấy lại được. Nó gieo qua xong cái nó còn kêu chị Phùng Quế đi ra ngoài Walmart hay đâu á, mua cái thẻ cả, mua cái thẻ mà 500 đô á, kiếp cả gì đó biết đó, nó ra ngoài đó cùng mà chị cũng xách xe chị đi, mà nó kêu on phone mà mấy tiếng hộ người, xong đi ra đó cái chỉ để speaker á, cái người mà bán cái cạc hỏi ủa chị mua cho ai, tại nghe đó thì đừng có để cho ông nhỏ đó bán cạc biết, là đừng có nói nha. Rồi hả, cái không có nói cái nhỏ đó nó nghe, nó trời ơi cái chừng bị gạt á, rồi lúc đó cái thực tỉnh nè. Hai đời cũng vậy đó. Còn chú là Nam Lập là phụ bị mất, bị nhiều tiền lắm, bị nhiều tiền lắm, nhưng mà sao ta quên hỏi chú đó. Nhưng mà nghe chị Phương Quế nói chú Nam Lập cũng bị giống như là kiểu mà nó kêu đi ra ngoài ngân hàng rút tiền cho nó quá trời luôn, xong nó kêu là không được nói cho tụi ngân hàng biết, mà cũng sợ nha, không dám nói, không dám nói cho ngân hàng biết luôn á. Qua cái Hồ Hoàng Yến đó là cũng bà con của Hồ Hoàng Yến cũng bị, mới bị cái, xong cái Hồ Hoàng Yến là cái này là phải chia sẻ mới được chứ không thôi là nhiều người bị. Cái xong tối lúc mà tôi đang nó thường đó, thì gửi cho những người đàn bà nhiều, bà nhẹ dạ hả? Ừ, đàn bà nhiều, nó gửi cho phụ nữ nhiều. Cái Hồ Hoàng Yến mới gọi vô cái group của Hồ Hoàng Yến để kể á, em đi ngủ. Thành ra những cái số phone nào mà nó không hiện lên là mình không bao giờ nghe, hay là nó kêu là scam gì á, là cái số đó là mình delete đi, nó không bao giờ nghe. Trời ơi, em đâu phải dễ lừa em đâu. mình biết quay em không có rành tiếng Anh cho nên người nào càng rành tiếng Anh càng chết, càng rành tiếng Anh càng chết. Gọi chứ mình xin lỗi sơ sơ là mình nói chuyện với nó cấp mà có chừng sợ con két á nha, tại vì con két nó hay mua đồ Amazon á, phải dặn nó mới được. Không, nhưng mà Amazon nó không bao giờ nó gọi lại cho mình hết, không bao giờ. Mình đâu có biết những người có
có gì á mình chạm thẻ thì cái hãng của cái thẻ đó nó sẽ mà nó chẳng gọi luôn. Nhưng mà cái đó là nó đánh tâm lý mà nó gạt rất nhiều người. Đúng cho nên rồi. Mình phải nói cho mọi người biết để mọi người ai mà hay mua đồ Amazon là sẽ bị dính á. Tại vì nghe nói ủa tôi nhớ tôi mua một đôi giày có mấy chục đồng sao mà chạm mấy ngàn. Thì đó nó gọi cho 10 người nó dính 2 người là cũng ok rồi. Mà nhà, ví dụ như xui á thì nó gọi cho người trong ngân hàng có ít tiền á thì nó xui, còn nó gặp ơi nhầm cái người mà cỡ chị Thanh coi trời ơi là nó rút rỉ là mấy chục ngàn thì chơi. Mà nghe cái giọng Ấn Độ là mình biết nha, toàn là giọng Ấn Độ á. Chị có nghe mùi không? Không, mình nghe cái giọng Ấn Độ là mình biết mấy cái thằng đó, đó là giọng Ấn Độ không à. Giống như nhà băng nó hay đưa cái message cho mình là nhân viên nhà băng không bao giờ gọi lại cho bạn để hỏi những cái số điện không bao giờ đó, bị lừa quá trời đó. Nó cứ nhắn là nhân viên nhà băng không bao giờ gọi lại hỏi bạn cái số pin này. Ví dụ mình đang làm cái hồ sơ có số pin á là chỉ có nhà băng với lúc mình làm trong nhà băng thì hai người biết thôi. Còn dìa rau có coi đá banh không? Có, thua, nhặt đá thua. Đá thua hả? Thua phạt đền mới đá. Nghĩ hả? Vô tới phạt đền, đá không? Cũng bồn kiểu bắt chặt ba trái. Ăn cơm chó. Ông ừ, ơi, đừng có làm nó, tụi nó đòi ăn cơm chó đó. Cơm chó là cái gì? Cơm chó là gì nè đó. Cái bằng ăn cơm chó đó. Là cái gì? Không biết. Mấy đứa nhỏ giờ. Thôi không hiểu. Chưa dậy hả? Cảm ơn chị Tiên nha. Tôi cơm chó đi. Ai? Cơm chó. Trời ơi trời. Ông cho tụi nó ăn cơm chó kìa. Cơm chó. Anh cho nó ăn riết quen cái đầu nữa. Trời nhớ quá anh Hoàng ha. Rào cái gì? Để mà ngủ được nè. Ngủ được, ok. Được cái bài ngủ được không? Được. Mua quà gì vậy? Không mua gì, có quà fan tặng. Fan tặng cho bà ngoại nè. Lên trần bằng á. Ủa lên trần ở bên đó hả? Tưởng lên trần bên đây, lên trần kia. Lên trần khác hả? Nè. Cái này của ai vậy? Chị Kim hả? Cái nè, tặng cho bà ngoại nè. Cái khăn màu cam nè. Trời ơi, đẹp ha. Với lại cái này hình như của, cho tặng cho chị Khanh. Cái này của chị Khanh. Còn cái này của một cái fan khác tặng nè. Dễ thương không? Không tài. Rồi cái này phải cam một cam mới đúng chứ ha. Rồi Linh Trần tặng cái tôi nè. Linh Trần nói là Linh Trần xếp tự xếp á. Nói là tặng cho mỗi người cái mà không xếp kịp. Cuối cùng mới kịp có một cái qua 8 à. Dễ thương không? Ui điện thoại. Alo. Bây giờ ai đá anh Hoàng? Rồi xin đá Hàn Quốc. Bây giờ hả? Ủa đá giờ mới hả? Đâu, 11 giờ. Ủa 11 giờ. Trời ơi, hai đội này thích nè. Dạ. Yến một đến vòng này anh Quang nhắm chủ mấy anh cầu thủ Hàn Quốc đẹp trai không cực? Quay lì. Ba chị Kim. Chúng em cảm ơn chị Kim. Hey! Mới về có người mua yến à. Ừ. Mới về có người gọi mua yến à. Chị Khanh gọi nè. Ấy! Cơm chó hoài. Chị Khanh gọi nè, để gọi cho chị Khanh nè. Cơm chó. Cơm chó. Bớ người ta. Bớ người ta. Có người đòi
có người cho người ca ăn cơm chó. Ây da, nữa cái trường bé Ly á, ừ con bé Ly ra mà ổng. Chị này chị dễ thương lắm. Chị Thanh bắt máy. Chị trả tiền ship cho tôi luôn. À, các bạn nhớ mua Yến ủng hộ bà Tám Cam Thơ nha. Để bà có tiền mua nước cho anh Quang uống. Nước gì? Đêm đông lạnh lẽo chú sinh ra đời. Chị Hương làm đồ ăn nè. Ủa cái này cái gì vậy chị Hương? Cá kho thơm. Cá mực kho. Trứng kho trứng cút. Trứng non kho trứng cút. Trời ngon quá à, bà ăn ở nhà đi bà Linh. Ăn ở nhà chiều ăn đi ra ngoài ăn cũng mắm bà Linh. À, chị Hương chị nấu. Trời ơi chị luộc nước sôi thơ đẹp quá chị thơ Hương. Nước gì hầm đẹp quá à. Bà Linh khùng. Chị Hương, chị chỉ em bí quyết. Trời ơi, đừng có mỉa mai em, tội nghiệp em nha. Mỉa mai gì? Em luộc nó đâu có được sôi đâu. Tại chưa sôi em tắt rồi. Bà Linh khùng. Nó bả kêu em khùng với chị Hương. Bà Thơ bả kêu em khùng. Thì sao? Bây giờ phải làm sao? Thì cháu khùng luôn chứ. Vậy hả? Tới luôn không? Làm tới luôn. Ăn cơm đi rồi chiều ăn ở ngoài. Cái dạo này chị lên tay quá vậy chị Hương. Giỏi quá. Đây đồ ăn nè. Đồ ăn nè. Trời ơi Quang khoái ăn cơm chiên. Ổng đòi ăn cơm chiên. Cơm chiên này là cơm chiên cơm gạo của Lê Quang á, rồi chiên lên. Còn cơm chiên bình thường ổng không có ăn được. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.